trước cái lúc đi giảm cân chị có về quê. Dạ. Bố còn không nhận ra, úi chà, sao mày mập dữ vậy? Thế tới cái hôm mà ông qua đây thì ông nhìn, ủa sao giờ mày ốm quá à? Mày nghĩ buồn cười. Con đi giảm cân đó bố. Dạ. Tại vì bị xương khớp, bị giãn tĩnh mạch mà nó đau chân nên là con đi giảm để cho đi lại cho nó nhẹ nhàng. Chồng thì bảo hèn chi lúc ôm nó mập mập mà bây giờ nó ốm o à. Chứ bảo chết rồi, vợ gầy quá chắc phải mua sữa uống thôi. Bảo thôi, đang giảm cân rồi hạn chế sữa lại. Dạ. Lên đây đi giảm thì cũng chỉ nghĩ là thôi giảm đến 3-4 kg, 3-4 kg cũng được chứ bây giờ đau chân quá rồi. Mà chị thì bị xương khớp mà bị giãn tĩnh mạch nữa, giãn tĩnh mạch hai chân. Thường thường về chiều là dồn xuống hai chân này, đi là cứ rất là đau mà nó râm râm như kiến bò, mà đi nhức nó bị xương khớp thì nhức, có đợt nó còn sưng hết cả cái cổ chân luôn. Thế để đi khám thì bác sĩ cũng khuyên là em ơi, em mà bị như vậy thì tốt nhất là anh khuyên em là lên giảm cân đi. Chứ mà nếu mà bị xương khớp mà lại còn bị giãn tĩnh mạch mà em lại để nặng cân như vậy, em đi lại rất là khó khăn, di chuyển rất là đau. À, tối đi ngủ lại phải gác cái gối ôm cao lên cái chân ấy để cho máu nó lưu thông về tim á, không là sợ là bị giãn tĩnh mạch là tắc cái tĩnh mạch, cái máu nó không lưu thông được, nó phù cái chân ấy. Từ hôm bữa giờ về là chị thấy là cơ thể của chị thế nào, nếu như xét về sức khỏe? Em nghĩ là chắc nhẹ nhàng hơn nhé. Đúng rồi, nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Đúng, thật sự là giờ đang gần 60 kg mà giảm còn có 50 kg thì phải là đi lại rất là dễ dàng. Mà mình di chuyển mình cảm thấy nhẹ nhàng, nhanh nhẹn hơn trước rất nhiều. Thường thường người ta nói là giảm cân thì hay bị tụt huyết áp, rồi hay hoa mắt chóng mặt, nhưng mà chị vẫn tăng ca 9 giờ cả tháng trời như vậy, cảm thấy vẫn bình thường, không có chóng mặt hay là hoa mắt hay như thế nào hết ạ. Không ảnh hưởng gì tới. Cái tháng đầu á, là nửa tháng đầu thì chị giảm thì chỉ có 1 kg thôi. Nhưng mà sang nửa tháng về sau đấy là chị giảm mà 4 kg mấy, 4,8 kg, gần 5 kg. Những cái váng mỡ màu vàng vàng nổi lên rất nhiều. Vì là mỗi lần đi vệ sinh xong thì cảm thấy người nó nhẹ nhàng luôn. Cho tới bây giờ cũng thế, chị sang hơn 2 tháng rồi là chị thấy cái tuyến mỡ nó vẫn đào thải, nhưng mà nó bớt hơn so với cái lần đầu. Bây giờ là nói chung là cái lượng mỡ của mình cũng đào thải ra là gần hết rồi, nên bây giờ cứ mỗi ngày một ít nữa thôi. Đó, để mà cơ thể mình hạn chế được tối đa cái lượng mỡ thừa chị ha. Cảm ơn Korea rất nhiều, cũng không nghĩ là giảm nhiều như vậy đâu. Vâng ạ. Viện từ Mỹ Korea, thương hiệu giảm béo Việt Nam, tổng đài 1900 0361, hotline 0911 85 9999.